Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5T ạ. Hôm nay bên cửa hàng em sẽ giới thiệu các bác một cái lô loa gọi là loa siêu siêu chất, dòng loa gọi là loại LV hoặc là đọc là Electron Voice viết tắt là LV, một dòng loa xịn gọi là xịn xòa luôn, sản xuất tại USA, hàng Mỹ xịn chứ không phải là nhập khẩu nguyên thùng về, chứ không phải là dòng sản xuất tại Trung Quốc giống như những cái dòng loa trước đây bên em thường bán. Dòng này là dòng sản xuất tại Mỹ. Đấy, phải nhắc lại là sản xuất tại Mỹ và hàng xịn, cực kỳ là cao cấp, phải nói là một cái dòng loa phải nói là đẳng cấp. Hiện nay thì dòng này trước mặt các bác đây là cái đôi này là đôi full 30, có model là TX1122 các bác nhá, 1122. Bên em sẽ có hai đôi bát đây, hai đôi bát 40, một đôi này là đôi dạng monitor và một đôi là đúng full như thế này, có hai đôi. Thì tức là cái đôi có một đôi là nó giống đôi này luôn nhưng mà là bát 40 đấy, và một đôi này tức là có hai đôi thôi. Thì ngày mai bác nào quan tâm thì ngày mai em sẽ làm clip giới thiệu đấy, giới thiệu luôn. Còn là giá của cái đôi 40 này thì trước khi chi tiết nói luôn, khỏi phải dài dòng nhé, là đôi này là 20 triệu và cái đôi này bát 40 là 25 triệu, 25 triệu thì có hai đôi thôi. Nếu như mà ngày mai, tức là em chỉ nói luôn là cái hình của nó là bên này đấy, và cái hình bát 40 giống này, còn bác nào mà gọi là máu chốt luôn thì ngày mai nếu mà hết thì em phải làm clip, còn nếu không thì sáng tối mai em sẽ quay cả hai đôi lên đấy, cho các bác nhà chúng ta xem phần nội thất của nó. Vì cái loa này thực ra em cũng chưa tháo, chưa biết cái mặt mũi phía trong nó như thế nào luôn đấy. Có cái là quay lên đây là quay trước à, nhá hình đấy. Đây các bác nhá. Thì đây là một trong những cái dòng loa mà rất là hiếm mà gọi là bên cửa hàng em nhập được, mà dòng loa sản xuất tại Mỹ. Vì là trước đây những cái dòng loa xịn mà bên em, ví dụ như là B3, BMB hoặc là MUF, những cái dòng loa ví dụ như Phyto, rất nhiều dòng loa khác, thì nó là sản xuất tại Trung Quốc, tức là đóng thùng tại Trung Quốc, lắp ráp tại Trung Quốc, để nó phục vụ cái thị trường karaoke chủ yếu là tại Trung Quốc và có xuất nhập khẩu sang Việt Nam giống như B3 cũng thế. Tuy nhiên là cái đối với lòng Electron Voice này, TX1122 nó sản xuất tại Mỹ luôn đấy, các bạn, và nhập khẩu về Trung Quốc và về Việt Nam bằng nguyên thùng, và hàng này là hiện nay vẫn có hàng mới trên thị trường và rơi vào tầm gần 50 triệu một đôi, gần 50 triệu một đôi hàng này các bác nhé. Các bác có thể là liên hệ với một số các cái đơn vị mà các bác lên mạng có hàng mới của công ty phân phối hiện nay ở trong Sài Gòn đấy, thì là gần 50 triệu một đôi. Trước khi nhập lô này thì em cũng đã tham khảo cái giá mới rồi, xem là thực ra là giá mới nó đang bao nhiêu và thị trường nó đang bán bao nhiêu, xem là nhập về có lãi hay không thì bên em mới dám làm. Và thực sự là thấy giá mới của nó khá là lớn, mà em nghĩ là cái này là giá tốt được cho nên mà em nhập về. Thì cái hàng này thì nó rất hiếm hiếm mà thật ra là phải tranh giành rất là khó, với lại lấy được những cái lòng loa siêu chất như thế này, tại vì là số lượng của nó cũng chưa bao giờ mà dòng loa này có số lượng nhiều. Trước đây cũng một số anh em thợ đã nhập về, tuy nhiên là nó cũng số lượng chỉ được vài ba cặp. Thì của em thì cũng tổng cộng là có 9 cặp, 9 cặp thì có một 6 cặp full 30, 2 cặp full 40 và một cặp sub, là tổng cộng 9 cặp thôi, không có nhiều ạ. Thì đi chi tiết dòng này. Về thiết kế dòng loa thì dòng loa này là kiểu thiết kế thùng bằng gỗ các bác nhé, thùng bằng gỗ đấy, thùng bằng gỗ. Và đặc biệt cái lớp sơn của nó, cái lớp sơn của cái thùng này sơn cực kỳ đặc biệt, chưa bao giờ các bác thấy những cái lớp sơn mà đặc biệt như thế này. Lô hàng này phải nói là thế này, lô hàng này là bao đẹp cho các bác luôn đấy, bao zin ở ngoài là bao đẹp, tại vì là nhờ cái lớp sơn đặc biệt của nó cho nên mà về 100% là toàn bộ là hàng rất là đẹp như thế này, bọn em không cần phải đụng tay, không đụng tay vần một tí, tức là cái lớp sơn này không hề bị chóc một tí nào, từ mặt trước nếu chúng ta thấy mặt trước các cái góc cạnh của nó, tất cả những cái dòng loa bên em trước đây nhập về dù có hay không, nhiều hay ít thì các cái góc cạnh nó đều phải chóc một tí. Tuy nhiên những cái lô là này không hề chóc một tí vào, và tuyệt vời là cái lớp sơn của nó bảo vệ tuyệt vời luôn, phải nói là thế. Lớp sơn của nó rất sơn rất dày, sơn này là sơn phải nói là sơn này là sơn polymer phủ nguyên toàn bộ bằng sơn sần, nhưng mà polymer sơn này có đàn hồi rất tốt và độ dai cực kỳ là tốt, nó không giòn giống những cái sơn sơn sần chúng ta thấy, nếu mà nó giòn là đụng vào thì nó sứt,
nó sản xuất ra nó sẽ bị xích, nó chóc ra. Nhưng sơn này bằng polymer, chúng ta nếu như chúng ta dùng bằng móng tay hoặc là dùng những cái vật sắc, chúng ta rất khó để cạy rách được nó. Thực sự là cái lớp sơn tuyệt vời luôn, thậm chí cái thùng này chúng ta để trời mưa các bác ok luôn đấy. Mà vì là cái lớp sơn này nó là cái công nghệ, mà công nghệ của thằng ấy là nó chống chống thấm nước đấy, chống thấm nước. Hiện nay cái công nghệ này thì mới duy nhất em phát hiện như là có B3, nó cũng có một số cái model, tuy nhiên là cái model này chưa xuất hiện hàng bãi trên thị trường này chúng ta ấy. Chúng ta nếu như mà có B3 cũng là cái lớp sơn đặc biệt như thế này đấy. Nếu như bác nào mà đến nhà máy của B3 sẽ có một cái dãy loa họ treo ngay ở cửa để và phun nước vào đó và vẫn hát bình thường, thì đó là B3 đó đã có, và thằng Electron Void nó đã sử dụng cái công nghệ đó. Cái lớp sơn này rất là đặc biệt và nó phủ cả trong cả ngoài. Chút nữa em sẽ nói cho các bác về cái lớp sơn này. Cho nên lớp sơn này hầu như là chúng ta đi mưa nắng gọi là để thoải mái, không có lo bây giờ là bị mốc hoặc là bị nước vào trương nữa gì đó. Cực kỳ hầu như là cách nước gần như là tuyệt đối các bác nhé. Đấy là để em nói về về thiết kế. Thiết kế của cái dòng này thì là e căng của nó rất chi là đẹp. Đấy, e căng là có cái sóng ở giữa này, sóng ở giữa này. Đấy. Đấy. Các cái lỗ e căng là thiết kế lỗ e căng tròn, phía tròn đấy. Nó giúp cái lớp e căng này tròn và nó có cái điểm nhấn này, nó giúp nó phân tán cái âm thanh nó ra rất chi là rộng và nó đều. Đấy các bạn. Cái lớp e căng này đấy. Do cái lớp này nó cái loa này nó không dùng dầu rửa gân cho nên mà nó cũng không cần có một cái lớp lưới chống bụi bên trong để nó bảo vệ cái con này, nó không hề cần, cho nên mà bụi cũng không bám vào được. Đấy, đó là. Còn về thông số kỹ thuật của cái loa này, đây là cái mua gọi là cái series Tunix Series X. Đây này, đây là loa 12 inch này. Đấy. Công suất là 500W, 500W. Đấy. Công suất tối đa là 2000W. Cực kỳ là lớn các bạn. Công suất làm việc 500W. Độ nhạy của nó con loa này đến 132 decibel max. Đấy, gọi là công làm việc là 99 decibel. Một cái công suất đúng của chuẩn Mỹ, đa số là công suất nó phải cao như thế. Cái độ nhạy càng cao thì cái độ chi tiết của cái âm thanh nó càng càng lớn và nó càng ít ăn công suất, và một cái lợi điểm nữa rằng là tiếng nó sẽ càng mạnh. Đấy. Chúng ta để một cái loa công suất 200W bên cạnh một cái loa công suất 300W. Nếu như con 200W công suất độ nhạy nó cao hơn, độ nhạy cao hơn thì nó tiếng nó sẽ mạnh hơn cái loa công suất 300W các anh nhé. Cái độ nhạy nó càng mạnh thì cái tiếng của nó chúng ta nghe nó sẽ càng rõ hơn, nó sẽ nghe to hơn cái loa 300W, tuy nhiên là độ nhạy nó thấp hơn. Và ngoài ra này nó có các cái thông số ở đây nữa, thì SMX1212 này, đây là cái tên, cái model của cái loa bass đấy. Cái loa test nó là Blackbone cái gì đấy, single này, không hiểu đâu. Nặng là 43,7 bao, tương đương với là 19,8 kg, bảo hành 5 năm nên cái này thì hết mẹ bảo hành rồi, không quan tâm. Cái tem này thì cũng một số cái có, còn đại số là nó mất hết rồi. Em cũng cố gắng nhặt ra một cái này, còn cái tem này nguyên thùng thế này để giới thiệu cho các bác. Đấy. Đây, về cái thùng của nó. Chất phết bên hông của nó. Ban đầu lúc khi mà bên em nhận về cái loa này, em xà thế này em tưởng là kiểu là thùng phun cát, sơn cát, tuy nhiên là đây là không phải sơn cát mà này là sơn polymer cách nước chống nước đấy. Nó phun rất là kỹ các bạn. Lớp sơn tí này em tháo phần nội thất là nó phun cả đằng trong cả hai mặt luôn, chứ không như những dòng loa chúng ta thường thấy nó chỉ phun một mặt thôi, phun hai mặt luôn, kinh khủng không. Đây về phía đây là cái tay cầm của nó. Cái tay cầm của nó không phải nó làm bằng nó khuyết lỗ bằng ván giống như là những cái loa chúng ta từng thấy, mà nó khuyết đây, tuy nhiên là nó lại gắn thêm cả bằng cái phần bằng ốp bằng nhựa vào đây nữa, rất chi là chắc. Đây, nó tấm vào cái nhựa này chứ không phải tấm vào cái thành gỗ, cái nhựa nó rất dày. Trên cái tay cầm nó cũng là dập cái chữ LV lên đây. Đấy, dập chữ LV như này. Về phía sau chạm loa, sau chạm loa made in USA này, chúng ta thấy không, www trang web electronvoice.com, LV, tem QC, model là TX1122. Đây. Công suất là 8 ohm 500W. Thực sự đây là một con loa bass 30 mà lên công suất 500W thì khá là lớn các bạn. Khá là lớn.
Tại sao em bây giờ em đặt cái câu hỏi tại sao? Tí là các bác sẽ thấy cái phần bát loa của nó, cái côn nó rất bé, nó không to giống như cái côn loa bình thường chúng ta thấy đâu. Không phải côn 76 hay côn 100 gì đâu, con này chỉ côn khoảng 63 thôi, coi 63 các bác nhé. Coi 63 tại sao nó lên được công suất 500W. Tí nữa em sẽ giải thích cái phần này. Đấy. À, cái phần này là pin, cái gì này, hai cái giác cắm này gì đấy. Đây, hai cái chạm loa phía dưới đây. Đây. Không quan trọng. Cái này là lưu ý này. Lưu ý này, bắt ốc và cái gì mấy cái chỗ này không ạ? 90 độ nhân 150 độ nhân 50 độ, mấy cái này không hiểu lắm, toàn tiếng ấy. To way location caption system. Này mấy cái này hay. Toàn là Trung Quốc, quan trọng là số seri này thì chắc có lẽ là khác nhau. Em thử xem có những hai chiếc này gần nó giống nhau không nhỉ? Vừa làm. Con này thứ chân của nó rất hay là nó có cái phần chân của nó có cao su luôn thế này. Nó cách này này chúng ta kéo thoải mái, nó không bị chây. Đấy, chân nó có cao su luôn, nó không giống như những cái loa chúng ta thường thấy là cái phần chân nó không có cao su đâu ạ. Đấy, chân có cao su đấy, để rất chi là chắc. 328 328, cái này là 405, số seri là mỗi con loa nó một số seri các bác, không bao giờ trùng nhau, đúng hàng xịn mà khác. Đấy, em nghĩ là em cũng em biết em nghĩ là hàng xịn thì không bao giờ nó phải trùng nhau, nó không bao giờ trùng nhau rồi, cho nên là vẫn muốn là kiểm tra cho nó chắc ăn. Made in USA sản xuất đấy. Bây giờ em sẽ mổ cái phần nội thất ra cho bác ngắm phát. Chất âm thanh thì các bác lên trên YouTube nhé. YouTube có khá nhiều anh em người ta đã test cái dòng này. Để nếu mà rảnh thì em sẽ test lại cho các bác một lần nữa. Tuy nhiên là các bác có thể lên xem những cái video mà một số anh em đã giới thiệu rồi, các bác có thể lên xem. Đấy. Vậy nhá. Giá của nó là 20 triệu đôi này. Bây giờ em sẽ quay phần nội thất cho các bác xem nhé. Phần nội thất của nó nha các bác nhá. Chúng ta để ý, chúng ta tháo này, để ý là từ chất của nó cực kỳ là xịn luôn. Đấy. Chất chỉ là xịn. Không hề có một cái gọi là dùng trong một hàng bãi, tôi nhìn là không có cái dấu hiệu của bị rỉ sét gì, đây là hàng xịn của nó, nguyên bản. Còn về màng loa. Màng loa chúng ta thấy nhá. Cái màng loa của nó thì chúng ta nhìn thấy từ cái màng loa, cái gân loa. Đấy. Nó rất chỉ là đặc trưng của cái hàng loa bãi Mỹ xịn. Màng này màng giấy là rất chi là dày mà rất chi là xịn. Chúng ta nhìn thấy cái loại giấy của nó rất chi là khó để mà nói. Tuy nhiên là chúng ta nhìn vào chúng ta lấy đặc biệt nó hiện lên một cái chất của một cái hàng bãi xuất xứ từ người Mỹ người ta làm, rất chi là xịn, giấy rất dày, nó gợn sóng và độ nhám của nó rất chi là hợp lý để cho nó ra cho là cái chất âm của nó phải nói là cực kỳ là hay ở đây các bác nhá. Từ cái rốn loa chúng ta thấy là rốn loa của nó và cái đường keo cổ loa. Cái đường keo cổ loa này nó được đổ đầy luôn và cái đường keo này không thể mà làm lại được, nó thẳng thế. Keo này không bao giờ, nếu như cháy chúng ta nếu mà làm lại không bao giờ có cái đường keo nó như thế này được. Đấy, nó không thể mà xịn mà nó đẹp như thế này được. Keo này là không phải là keo gắn mà keo đổ đầy luôn. Đấy. Từ cái viền, cái nệm, cái mút nếu mà nó đè cái gân này chúng ta thấy này. Đấy. Gân. Và một điều đặc điểm ở đây nữa, gân này hàng xịn của nó không cần phải là dầu rửa gân giống như là những cái hàng khác các bạn. Không hiểu là nhà sản xuất nó có cái ý đồ như thế nào hay là gân nó tốt hay là như thế nào, nhưng mà đây là không hề dùng dầu dưỡng gân các bạn. Gân nguyên bản của nó, tuy nhiên là hàng bãi của nó không hề có một chút dầu dưỡng gân gì ở đây nếu để gân khô. Tuy nhiên là không có một cái dấu hiệu của cái sự lão hóa. Cái bát vẫn rất chi là đầy và căng. Đấy, không có bị trùng, không có bị nhão gân ở đây. Đấy. Về cái tép loa. Tép loa ở đây. Nó nằm ở đây, cái phễu của nó thì chúng ta thấy rằng là nó được làm bằng nhựa, tuy nhiên là cái nhựa của nó không phải giống như là cái nhựa rẻ tiền chúng ta từng thấy, nhựa rất chi là xịn, dày, nhựa dày có độ nhám, đấy, có độ nhám, độ sần ở đây, đấy, và nó có dập luôn cái chữ LV ngay ở trên cái phễu này, đấy. Bây giờ cái em sẽ coi phần nội thất của nó, đây cái tép loa của nó em tháo ở đây, cái tép loa của nó, thì nói chung là nhìn cái tép loa thì nó có một cái điểm nó rất là giống so với những cái dòng tép của JBL và rất đặc trưng của cái dòng tép loa mà sản xuất tại Mỹ. Chúng ta thấy là cái phần tép loa nó không làm dày, cái phần cổ loa nó không làm dày giống như những cái lòng khác. Tức là cái này nó làm đặc điểm riêng của nó nữa là thế này. Mọi khi chúng ta thấy đa số những cái tép loa là cái phần côn loa tép nó sẽ nằm ở phía sau đây. Tuy nhiên
Cái dòng này nó sẽ đặc điểm nó lại thiết kế khác, cái phần côn nó lại nằm ở phía trước đấy. Chúng ta muốn tháo được cái côn này ra thì chúng ta phải tháo phía trước này ra chứ không phải tháo phía sau giống như những cái dòng tép khác là chúng ta sẽ tháo ở phía sau này ra và nó nằm. Cho nên mà nó có cái thiết kế của nó là cái tép nó khá là dày, nó dày hơn ở trên đây, nó dày và nó có cái ốp nó khá là hầm hố đấy. Cái tép này nó không làm như thế, nó làm cái côn nó gắn ở phía trước các bác nhá, cái côn nó gắn phía trước đấy. Và cái cổ loa, từ cái cổ của cái tép này chúng ta thấy này, đấy, nó rất chi là đặc trưng, nó thiết kế rất chi là đặc biệt các bác. Đấy, từ cái dây loa, đấy, cái phần này là cái phần gen này nó làm bằng 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 nhôm luôn, nó đúc luôn, nó gắn vào trong đây để chúng ta vặn cái gen này vào trong này. Đấy, nhìn cái tép nó rất chi là xịn. Và một đặc điểm là cái tép này cũng là sản xuất tại Mỹ luôn, hàng sòn nòi các bác nhá, đây, Made in USA, đấy, chúng ta thấy không? Đấy, đây, Made in USA 8 ôm, đấy. Cái model của ta tép là DH2010A đấy, 8 ôm số series này đấy, cực kỳ là xịn. Chúng ta thấy là mặc dù là cái hàng bãi của nó, nhưng nhìn là cái nam châm của nó không hề có cái dấu hiệu gọi là bị sét cái phần mà cái phần ốp này. Nếu như mà loa đểu của nó chúng ta dùng một thời gian cái này nó sẽ bị sét đấy, cái này nhưng là rất chi là đẹp, không hề sét, vẫn bóng đẹp như cái thời còn xuất xưởng các bác nhá. Đấy, cái lỗ thông hơi của nó cũng khá đặc biệt, nó nằm ngay đây, nhỏ tròn tròn ở phía đây đấy. Cái phần song phần tép đến phần bát loa. Đây cái phần bát loa nó có nhiều cái để chúng ta phải nói, những cái phần bát loa này cũng người Mỹ người ta làm. Phần bát loa này. Bát loa của nó đây, phần em sẽ quay cái bát loa. Cái bát loa đây. Từ cái giấy của loa chúng ta thấy là cực kỳ là xịn luôn. Đấy, giấy loa bát loa này. Đây. Trời ơi. Cái một cái đặc điểm của chúng ta thấy rằng là những cái dòng loa mà Mỹ xịn giống như là JBL hoặc là một số cái dòng loa mà sản xuất nội địa tại Mỹ đó, cái nam châm nó không hề lớn, mà đặc biệt là cái xương của nó rất ít khi làm bằng xương đúc mà nó làm nguyên bằng xương sắt. Cái này là gọi là xương sắt, em không biết là phải sắt không, để xem là phải hút không. Xương sắt. Đấy, nó làm bằng xương sắt các bác nhá. Nó làm bằng xương sắt. Nhưng mà xương sắt của nó rất dày, nó không mỏng giống như những chúng ta thường thấy. Dày cực kỳ luôn. Này, rất dày, cái xương rất dày, xương bằng sắt, tuy nhiên nó làm dày. Và cái chất liệu chúng ta thấy rằng cái lớp xi mạ của nó này vẫn bóng như cái thời còn mới xuất xưởng, giống như là mới sản xuất ra đấy. Chúng ta thấy không có gì sét đây. Cái chỗ này là bụi bẩn này, em lau phát hết này đấy. Không có một chút nào gọi đấy. Từ cái chạm loa chúng ta thấy này, cái chạm loa của nó mới như chưa hồi hề sử dụng qua, vẫn đẹp như xưa này. Chúng ta thấy cái chạm của nó chạm này nó làm bằng thép không dỉ luôn các bác nhé. Nó làm bằng thép không dỉ. Đấy, không hề bị một chút gì gọi là bị lão hóa cho thời gian. Đấy. Đây. Bát loa đây. Bát loa này là công suất 400W các bác nhá. 400W ở 8 ôm. Công suất cực kỳ là lớn. Còn mặc dù cái nam châm nó không hề lớn, tuy nhiên công suất nó lại rất chi lớn. Công suất của con bát này là tầm 400W các bác. Đấy. Và cái model của cái bát này là SMX2120 Electron Void đấy, model. Ở bên hông này là số series của loa của EV luôn. Đấy. Và nó xịn từ cái màng, chúng ta thấy cái nam châm của nó này. Cái nam châm của nó hàng xịn, các bác thấy là hình như không có bị sứt mẻ gì hết, rất chi là đẹp. Đấy, long lanh nguyên bản từ cái lớp keo gắn từ ở nó này. Không hề có cái dấu hiệu của thời gian sử dụng, chỉ có một lớp bụi nhẹ nó bám lên thôi các bác nhá. Đấy, nó bám lên. Từ cái đây, và tiếp theo là cái màng loa này. Đấy, từ cái dâu của nó vẫn đã nguyên bản, dâu của nó này. Đấy, chúng ta thấy dâu của nó trên màng loa của nó, đặc điểm đó là có cả số series ở trên màng loa luôn. Đấy, số series. Hàng xịn nó phải như thế này các bác nhá. Chứ còn hàng nhái được trên màng loa không hề có số series. Hàng hãng là phải có số series ở trên màng loa luôn. Nó quản lý từ cái màng loa các bác, quản lý chất lượng từ cái màng loa luôn. Cổ loa. Con này là côn 63 các bác nhá, côn 63 nhá. Đấy. Về đây. Chúng ta thấy là cái keo nhện loa này, chúng ta thấy này, keo nhện loa đang còn đàn hồi cực kỳ là tốt này. Đấy, rất chi là đàn hồi. Tốt. Đấy. Mặc dù là hàng bãi sử dụng rồi, tuy nhiên là chúng ta thấy là không có cái dấu hiệu của cái sự lão hóa hoặc là bị trùng màng nhện đây. Toàn bộ từ cái bát loa chúng ta thấy là bát loa này, nhện loa nó vẫn nằm trên một cái mặt phẳng như hồi xuất xưởng. Đấy, chúng ta thấy không?
Đấy. Nếu như trường hợp mà chúng ta loa mà đã dùng nhiều mà nó bị kém, giá là thường thường là thế này, nó không sẽ nằm cân loa thế nào, một là nó trùng xuống thế này, hai là nó lồi ngược lên như thế này. Đấy. Tuy nhiên là cái loa này nó vẫn đang còn rất đẹp, nó vẫn nằm cân loa rất chi là cân, nằm ngay trên một mặt phẳng, cả nhện loa và đấy, làm trên mặt phẳng. Đây, đây là xong cái phần bát rồi các bác. Tiếp theo em sẽ nói các bác đây cái phần trong thùng loa. Đây, cái bông tiêu âm của nó cũng rất chi là đặc trưng. À, cái bông này chúng ta tìm thấy ở đâu các bác ạ? Chúng ta chỉ tìm thấy trong các cái dòng loa hàng châu Âu hoặc hàng Mỹ. Cái bông này trong loa nghe nhạc, trong loa nghe nhạc nó cũng dùng các loại bông này. Chúng ta gọi là chân bông á. Chúng ta như một số bác chúng ta không biết, khi mà chúng ta mà tháo những cái loa này ra bảo là bông này là bông điểu, bông bông giống như bông chuột công. Đấy. Đấy, nhưng mà đây là bông xịn của nó. Đấy. Các bác tháo đi những cái dòng loa nghe nhạc của dòng Mỹ là giống như là loa AR, thường thường nó cũng là cái bông như thế này. AR, những cái dòng loa nghe nhạc của Mỹ xịn nó đều những cái dòng này. Bông này là bông của dòng nghe nhạc lắp vào đây luôn đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Nó không phải là bông thủy tinh giống như bình thường, nó có pha thêm những cái các cái sợi khác để nó có cái hiệu quả tiêu âm nó tốt nhất. Đấy, nó không phải là làm một loại bông mà nó có pha thêm những nhiều các cái loại khác nhau à. Đấy. Về phân tần của nó. Về phân tần. Đây. Phân tần của dòng loa này thì nó không phải là dòng phân tần nó hầm hố như những dòng loa khác, tuy nhiên nó cũng là một cái kiểu đặc trưng. Các bác tháo những cái dòng loa giống như JBL ra, phân tần của nó thậm chí là nó còn đơn giản hơn những con phân tần những cái dòng loa này. Tuy nhiên là cái hiệu quả của nó đem lại rất chi là tốt. Do thứ nhất là phần cứng về bát loa, tép loa nó đem lại cái hiệu quả về âm thanh nó cực kỳ là tốt rồi, nó không cần phải can thiệp quá nhiều bằng phân tần. Để cái phân tần này chúng ta sẽ thấy là nó có hai phần phân tần, đến phân tần cả hai mới bo hai tầng. Đấy, phần trên đây là nó sẽ là các cái cuộn cán dập xung, và dưới đây phần dưới phần ngược lại. Đây, phần ngược lại đây là dưới đây là các cái quần tụ. Đây, các cái quần tụ ở dưới này, tức là nó có hai mặt. Chúng ta phải muốn xem phân tần này. Dưới đây là rất nhiều các quần tụ ở dưới đây. Đấy, em sờ dưới đây. Thôi em không tháo được. Các bác về, các bác nào mà muốn thọc mạch chúng ta tự tháo ra thôi. Vì là tháo ra nhiều khi là mất ốc, mất zin thì nó khó, có cái vết ở đây. Cái lò này, cái ốc nó bắt rất chi là chặt. Đấy, rất chi là chặt. Tháo là rất chi là vất mà nó hay bị chảy. Em tháo cái lò tép này cũng rất chi là sốt, tại vì nó bị chảy trước mất một số cái này. Nó bị lét vì nó bắt chắc lắm này. Ốc này không phải là ốc bằng sắt các bạn, ốc bằng nó bằng hợp kim nhôm 500, nó không hút như này. Ốc của nó đây là cả hai ốc, các bác thấy ốc này hề đây này, để đây vào 500 nó không hút, là không phải ốc bằng sắt, nó không phải làm bằng sắt đấy, các bác thấy từ cái ốc của nó, ốc của nó này này, ốc xịn của nó 500 không hút, các bác lại đấy, em để không hút này. Đấy, ốc này cũng thế, nó không hút. Ốc này ốc đặc trưng, ốc xịn của nó làm bằng hợp kim, không phải bằng sắt, nó mạ này, lại không hề hút. Đấy, ốc xịn của nó là thế này, nếu mà thay con ốc khác là nó sẽ hút ngay, nhưng mà ốc riêng của nó không hút. Nói chung là cái ốc nó bắt rất chỉ là chặt cho nên mà súng về đem bắn ra nó bị tét lên một số cái này, nó chỉ là xuất ruột cho nên em không dám tháo này. Đấy. Còn về thùng loa thì thùng này là thùng sơn sần, không phải sơn các bác. Em khẳng định đây là cái thùng này là nó phủ bằng cao su non, nên mà hầu như các bác về có thấy là không có hề có dấu hiệu của bị chảy xước, nó rất chi là tốt, thậm chí thùng này là chịu mưa nắng thoải mái, hầu như là không có bị chảy xước, không bị vỡ thùng, do cái thùng này đấy nó phun, nó không hề giống như những cái thùng chúng ta thấy trong những cái loa bình thường là nó chỉ phun mặt ngoài, và cái mặt này hầu như trong thùng nó để nguyên thớ gỗ nó không phun, tuy nhiên con này nó phun từ trong ra ngoài, chúng ta thấy phun hết này, rất tụt tụt này. Đấy, từ các cái chỗ nào nó cũng phun từ trong đầy đủ hết, nó không cả, tất cả các mặt nó đều phun hết. Thì thứ nhất là nó hầu như là không có bị mối ngọt, không thể thâm nhập được. Thứ hai nữa là chúng ta hầu như là nước và gọi là các cái điều kiện mà về khí hậu ẩm ướt nó không thể mà ảnh hưởng đến chất lượng của cái lò này. Cái thùng này cho nên mà không cho qua, khi mà em xem clip em bảo là không có một cái dấu vết của bị chảy xước ở đây. Hầu như là thùng này là bằng gỗ nhưng mà nó lại phủ một lớp cao su. Đấy, chúng ta không thể cạo ra được, cái thùng này chúng ta không thể lấy tay chúng ta cạo ra được, để chóc một tí sơn là không, hầu như là chuyện không thể có. Đây này, tay em bóc này, tay em móng này, bóc rất mạnh, không thể chóc được. Giống như vậy, nó cực kỳ là ấy, nó phủ nguyên một cao su. Đấy, cao su mà chúng ta xé nó ra rất là khó. Đây này, đang nãy cái thùng này em có bị nó
nó bị tê, nó bị tróc một tí đây. Em không thể xé đây này, chúng ta thấy là nó có từng lớp mà. Nó phun sần nhưng mà nó phải theo từng lớp một, chứ nó không phải là phun phun giống như là sơn bình thường. Sơn này là sơn cao su. Sơn rất gì là dai và dẻo, chống nước tốt. Thùng này các bác nếu như trường hợp chúng ta vận chuyển mà có bị nước vào, chúng ta không bao giờ nước có thể xâm nhập vào, em khẳng định luôn. Vì nó phun hầu như là kín toàn bộ thùng luôn. Đấy. Rất chi là kín, kín toàn bộ thùng, tuy nhiên mà lại là cái lớp sơn nó cực kỳ là tốt. Quá tốt luôn. Chưa bao giờ thấy lớp sơn mà nó chất lượng như này. Cho nên mỗi khi mà vận chuyển về hầu như là nó chỉ không có cái nào bị xuất. Cái này xuất ra rất chi là khó chăm vá, tuy nhiên góc cạnh của nó không hầu như không bị xuất đây này. Đây là bẩn thôi nhá, không phải xước đâu. Đấy, cái này là bẩn đây này, em xóa ra. Đấy, cực kỳ là đẹp. Nhá. Rồi là đã quay về tất cả từ ngoại thất đã quay rồi, nội thất đã quay, là tất cả mọi thứ từ góc cạnh, từ phần nhỏ nhất thì em đã giới thiệu rất kỹ cho các bác rồi. Và xin nhắc lại lần nữa là giá bán của em này, giá bán của loa này là 20 triệu các bác nha, đôi bát full 30 TX1122 các bác nha. Và số lượng chỉ có hạn 6 cặp thôi ạ, 6 cặp thôi ạ. 20 triệu một cặp. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em nhé, số điện thoại ngay trên màn hình các bác nha. Ngay trên màn hình. Và cái điều kiện mua hàng của bên em thì loa này thì nhiều tiền, không biết là đóng cái gì thì vận chuyển cho nó an toàn, thực sự là thế. Các bác mua hàng thì bác phải đặt cọc cho bên em một ít, bên em mới chuyển hàng. Và loa này thì bên em khuyến khích là hàng nhiều tiền, cho nên mà các bác nhận hàng bằng xe khách dùm em, không nên nhận hàng bằng bằng bưu điện. Mặc dù là đóng rất kỹ, tuy nhiên là rủi ro nó vẫn có, chứ không thể là không có được. Như xe khách vẫn có rủi ro, tuy nhiên nó thấp. Đấy. Bên em sẽ cố gắng giữ cho các bác đóng cẩn thận, để các bác khi nhận được hàng nó phải còn nguyên bản như bên em quay clip như thế này. Đấy. Để còn nguyên như thế này, không bị sứt mẻ hay gì cả. Vì cái lo sơn này nếu mà nó mà có sứt vỡ ra thì chúng ta rất chi là khó để xử lý, tại vì là không có cái sơn của nó để mà mình xử lý lại được cho nó đẹp như thế này được. Các bác nhé. Và em xin là kết thúc video tại đây các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bác nào mà chưa đăng ký like thì xin mời các bác đăng ký like cho em một nút like và một nút subscribe nhé, đăng ký kênh của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.